Xin chào các em. Ở buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về phương trình mũ và phương trình logarit. Bây giờ chúng ta học phần 1 là phương pháp đưa về cùng cơ số. Trong cái phương pháp này thì chúng ta có hai dạng như sau. Chúng ta có hai dạng phương trình. Dạng đầu tiên, dạng 1 như sau. Với cơ số A là một số lớn hơn 0 và A khác 1. Chúng ta có phương trình như sau. Phương trình A mũ Fx bằng A mũ Gx, nghĩa là chúng ta sẽ đưa cho nó về cùng cơ số. Điều này xảy ra thì tương đương với gì? Tương đương với hai số mũ phải bằng nhau, Fx sẽ bằng Gx. Đấy. Nghĩa là sau khi chúng ta biến đổi về A mũ Fx bằng A mũ Gx với A thỏa mãn điều kiện này thì chúng ta suy ra luôn được Fx sẽ bằng Gx. Đây là với hàm mũ, còn với hàm logarit thì chúng ta sẽ có logarit cơ số A của Fx bằng logarit cơ số A của Gx. Thì từ đây chúng ta sẽ tương đương được với gì? Cùng tương đương được luôn. Đây là hai logarit cùng cơ số bằng nhau thì hai cái số lấy logarit nó phải bằng nhau. Fx phải bằng Gx và lưu ý điều kiện của số lấy logarit là nó phải lớn hơn 0. Đây là dạng 1. Nghĩa là một bài toán chúng ta sẽ đưa về hai lũy thừa cùng cơ số thì suy ra hai số mũ bằng nhau, hoặc là hai logarit cùng cơ số thì suy ra hai số lấy logarit bằng nhau. Và dạng hai với hàm mũ thì chúng ta sẽ có A mũ Fx thì bằng B. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ lấy logarit cả hai vế, đúng không? Thì chúng ta sẽ suy ra được gì? Suy ra được này. Muốn lấy logarit cả hai vế thì B nó phải là gì? B nó phải lớn hơn 0. Và A là cơ số bên này cho nên A cũng phải lớn hơn 0 và A khác 1. Đúng không? Còn logarit cả hai vế rồi thì bên này logarit cơ số A cả hai vế thì đây là sẽ bằng Fx, đúng không? Và Fx sẽ bằng bên này là gì? Logarit cơ số A của B. Đây là đối với phương trình mũ. Còn đối với phương trình logarit, logarit cơ số A của Fx bằng B thì chúng ta suy ra điều gì? Nào, dùng đúng định nghĩa luôn thì Fx sẽ bằng A mũ B, đúng không? Ở đây chúng ta lưu ý này. Điều kiện ở đây là gì? Điều kiện là A phải lớn hơn 0 và A khác 1, đúng không? Và đây thì chúng ta có là Fx sẽ bằng A mũ B. Đây là hai dạng cơ bản nhất để chúng ta làm bài tập. Bây giờ chúng ta cùng đi luyện tập hai dạng này.